Vô. 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 Quá ngon luôn. Chó dí. Chó hả? Chó gì hả? Hai mẹ con đi chào thì chó dí quá trời. Ghê quá. Rồi. Về nha, lời đoán đi. Mực nha các bạn. Mới đi chợ mua về nha. Đây là tôm, hôm nay là mình nướng nha các bạn. Đây. Hạt nêm. Rồi bột ngọt luôn. Tí xíu đường nha các bạn. Đây là bột ớt. Rồi sa tế nha các bạn. Hôm nay mình làm mực ướp sa tế nha. Giờ nước hạt điều, dầu hạt điều nha các bạn. Sốt ướp thịt vô nữa nha các bạn. Rồi, chọn lên nha. Cho thêm một tí xíu xả với lại tỏi nữa nha các bạn, cho nó thơm thơm nè. Cho nó thấm tí xíu đi. Rồi mình quay qua mình ướp ướp tôm luôn. Tôm thì muối ớt nha. Đây. Tỏi, ớt, muối. Rồi cho tí xíu bột ngọt luôn, rồi miếng hạt nêm luôn. Tí xíu đường luôn. Hành tím luôn nha các bạn. Rồi nước dầu điều luôn nha. Hôm nay mực nướng sa tế nha các bạn. Đây, lửa cháy. Nướng thơm phức luôn nha. Lấy cái phết, phết cái nước đó vô. Ngon nha. Bữa nay mình gia đình mình cắm trại ở tại Sài Gòn nha anh chị cô chú. Hôm nay mình gia đình mình cắm trại tại Sài Gòn luôn. Những món ngon này món đặc sản cũng tại Sài Gòn luôn. Nên về ban đêm mình ăn thì ban đêm. Hôm nay nhà mình ngồi vỉa hè đường phố. Cắm trại nha các bạn. Rồi ăn theo kiểu mua ban nha. Ngon nha. Số 1. Quá ngon. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nè, món ngon này nha. Món ngon đường phố Sài Gòn nha. Đường phố Sài Gòn. Ăn dày ngon nha các bạn. Đồ địch. Đồ địch. Giờ Khoa ăn không Khoa? Bò nướng nấm kim châm. Hôm nay nướng mực tôm. Chín chưa? Cái cục nướng kim châm chín chưa? Chính rồi. Rồi chấm với lại muối. Ồ, tiêu chanh đi. Thèm không? Thèm không? Nóng không tay sao ăn à, chấm nè, ăn không? Ngon. Được rồi. Quá thơm ngon. Quá giải. Tôm nha các bạn. Nhau nè con, nhau nè. Rồi, nhau rồi. Thơm thơm các bạn. Nhau, nhau, nhau. Đó, con nhau luôn. Thơm các bạn. Chưa chắc phải là mua bay đâu. Chưa chắc phải là mua bay đâu. Mua bay bên đây nè.
Ngon không? Ngon, thêm miếng mực nha. Rồi, ăn miếng mực luôn. Đứng xa xa mới có cái thế quay. Ngon. Thích ghê. Chết tôi rồi. Đạp cục lửa than 9 cái giò. Cháy mẹ nơi chân người ta. Mua ban cái giò. Mua ban cái giò mua ban cái giò luôn hả? Hai đứa nãy ăn đua coi. Mua ban bánh tráng nha. Được. Bánh tráng cuốn tôm hả? Cuốn mực vậy? Cuốn mực cuốn ngon. Cuốn mực với tôm hả? Bánh tráng giòn quá. Trắng lứt. Tính giá giòn cái. Đó, chấm nước mắm đấy con. Tôm nè, tôm cũng táo bên này thôi. Ngồi nước ngoài vậy. Ngồi bên đây nè, ngồi sát vô đây nè. Cột như cột cột. Còn ăn gì vậy? Mọi người ơi, phải kiểm tra coi ai thắng đây. Kiểm tra coi ai thắng hả? Ngon không? Ngon. Giờ ngon quá trời, giờ tổng cái giò ăn thấy ngon. Giờ đang ăn cái miệng ngon, mỗi chân miệng nóng. Từ lúc trước muốn mua ban cái giò rồi. Mua ban cái giò hôm nay ăn nha. Con đấu hôm qua con ngồi kế chị Tấu kìa, con đấu với anh hai. Ăn cũng chán không rồi. Ăn mấy cái ngày đẹp thôi. Ồ, em đang ngon vậy em. Rồi, mua ban chưa? Đó, ăn đấu, đấu chị Tấu đi. Không phải nhà giờ. Không phải ngày à. Còn nhau nữa mới đã đỉnh. Rồi, rồi. Đấu ăn hai ơi. Rồi.
Chuyện gỗ ngoài em hai hắn. Xin chúc mừng nha. Số 1. 1, 2, 3. Vô. 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 Quá ngon luôn. Tiếc, 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 đánh, tiếc, đánh.